Hồi thứ 41. Lưu Huyền Đức dắt dân sang đò, Triệu Tử Long một ngựa cứu chúa. Lại nói, Trương Phi thấy nước ở thượng lưu đổ về, vội vàng đem quân lên chặn đường Tào Nhân, thì gặp ngay Hứa Chử đến. Hai tướng giao phong, Hứa Chử không dám ham đánh, cướp đường chạy thoát. Trương Phi quay lại đuổi, gặp ngay Huyền Đức cùng Khổng Minh men bờ sông đi ngược lên. Lưu Phong, Mi Phương đã sắp thuyền sẵn. Mọi người xuống cả đò sang sông, kéo về Phàn Thành. Khổng Minh sai đem thuyền bè đốt sạch. Tào Nhân thu nhặt tàn quân, đóng ở Tân Giã, sai Tào Hồng về ra mắt Tào Tháo, trình việc thua trận. Tháo nổi giận, nói: "Gia Cát thôn phu, to gan thực." Lập tức khởi ba quân đông như kiến cỏ kéo đến Tân Giã đóng trại, rồi sai quân sĩ một mặt kiểm soát trên núi, một mặt lấp sông Bạch Hà. Đoạn chia đại quân làm tám đường, nhất tề đến lấy Phàn Thành. Lưu Hoa can rằng: "Thừa tướng mới đến Tương Dương, trước hết hãy mua chuộc lòng dân đã. Nay Huyền Đức rời hết cả dân Tân Giã vào Phàn Thành, nếu quân ta đến ngay thì dân hai huyện ra cám cả. Chi bằng sai người chiêu hàng Lưu Bị, dù Bị không hàng, mình cũng được cái tiếng là thương dân. Nếu Bị hàng thì có phải đất Kinh Châu không đánh cũng được không?" Tháo nghe lời ấy liền hỏi: "Ai đi sứ được?" Lưu Hoa nói: "Từ Thứ rất thân với Lưu Bị, nay hắn cũng có mặt ở đây, sao không sai hắn đi một chuyến?" Tháo nói: "E hắn đi không trở về." Hoa nói: "Nếu hắn không trở về, thiên hạ sẽ chê cười hắn, thừa tướng không phải lo điều ấy." Tháo lập tức gọi Từ Thứ đến bảo rằng: "Ta muốn san phẳng Phàn Thành, nhưng nghĩ lại thương dân. Ông hãy đến dụ Lưu Bị, nếu y lại hàng sẽ được tha tội và phong tước. Ví bằng y ngoan cố thì quân dân đều chết, đá ngọc nát tan. Tôi biết ông là người trung nghĩa nên mới nhờ ông việc này, xin chớ phụ nhau." Từ Thứ lĩnh mệnh đến Phàn Thành. Huyền Đức, Khổng Minh ra đón. Hai bên cùng kể lể tình xưa nghĩa cũ. Thứ nói: "Tào Tháo sai tôi đến đây dụ sứ quân, chẳng qua giả danh mua chuộc lòng người đó thôi. Nay Tháo chia quân làm tám đạo, lấp sông Bạch Hà mà tiến. Tôi e Phàn Thành không giữ được, nên liệu mà đi chỗ khác." Lưu Bị muốn Lưu Tử Thứ ở lại. Thứ tạ nói rằng: "Nếu tôi không trở về, tất thiên hạ chê cười. Nay chẳng may mẹ già đã mất, thôi đành ôm giận trọn đời. Và thân tôi tuy ở đó, song thề chết, không bày một kế gì. Sứ quân đã có Ngọa Long giúp đỡ, lo gì nghiệp lớn chẳng thành." Thứ xin tử biệt, Huyền Đức không dám ép nài. Từ Thứ về ra mắt Tào Tháo, nói Lưu Bị không chịu hàng. Tháo giận lắm, ngay hôm ấy hạ lệnh tiến quân. Huyền Đức hỏi kế Khổng Minh. Khổng Minh nói: "Phải cấp tốc bỏ Phàn Thành, lấy Tương Dương tạm trú." Huyền Đức lại hỏi: "Thế còn trăm họ đi theo đã lâu, sao nỡ bỏ?" Khổng Minh lại bảo: "Nên sai người thông báo cho nhân dân biết, là ai muốn đi theo thì đi, ai không muốn đi thì ở lại. Trước hết, sai Quan Vũ ra bờ sông sắp sẵn thuyền bè. Tôn Càn, Giản Ung thì đi loan báo khắp thành rằng: Nay quân Tào sắp đến, thành trì trơ trọi này không thể cầm cự lâu được. Trăm họ ai muốn đi theo thì cùng sang sông." Dân hai huyện đồng thanh reo lên rằng: "Dù chết chúng tôi cũng vui lòng theo sứ quân." Liền đó trăm họ khóc lóc ra đi, già trẻ dắt díu, trai gái bế bổng lũ lượt sang đò. Hai bờ sông tiếng khóc như di. Huyền Đức ở trên thuyền trông thấy rất cảm động, nói: "Chỉ vì một mình ta mà để cho trăm họ gặp tai nạn lớn, ta sống làm chi?" Nói rồi định đâm đầu xuống sông, Tả Hữu vội vàng ngăn lại. Nghe thấy thế, ai cũng đau lòng xót ruột.
khi thuyền đến bờ phía nam, ngoảnh lại, thấy những người còn lại đều hướng cả về nam mà khóc. Huyền Đức lại sai Vân Trường dục thuyền sang chở nốt rồi mới lên ngựa. Đi đến cửa đông thành Tương Dương, chỉ thấy trên mặt thành tinh kỳ phấp phới. Trên bờ hào, gai trông trà kín mít, Huyền Đức dừng ngựa, gọi to rằng: "Hiền điệt Lưu Tôn, ta chỉ vì chăm họ mà đến đây, không có bụng gì đâu, mở cửa ra mau." Tôn nghe Huyền Đức đến, sợ không dám ra. Sái Mạo và Trương Doãn lên thẳng địch lâu, thét quân sĩ bắn tên như mưa. Trăm họ ở ngoài thành đều trông lên địch lâu mà khóc. Bỗng trong thành, có một tướng dẫn vài trăm quân lên thẳng lầu thành quát to: "Sái Mạo, Trương Doãn, những thằng giặc bán nước kia, Lưu sứ quân vốn người nhân đức, nay vì cứu dân đến đây, sao lại chống cự?" Mọi người nhìn xem ai thì là Ngụy Diên, tự là Văn Tràng, mình cao 8 thước, mặt đỏ như gấc, quê ở Nghĩa Dương. Diên múa đao xông đến chém chết tướng sĩ canh cửa, mở toang cửa thành, bỏ cầu treo xuống, gọi to lên: "Xin Lưu Hoàng Thúc mau mang quân vào thành cùng giết những thằng giặc bán nước." Trương Phi tế ngựa định vào, Huyền Đức vội ngăn lại nói: "Không được làm trăm họ sợ hãi." Ngụy Diên cứ mãi gọi quân mã vào thành. Bỗng có một tướng tế ngựa ra, quát lên rằng: "Ngụy Diên, mày là một thằng vô danh tiểu tốt, sao dám làm loạn, có biết tao là đại tướng Văn Xính đây không?" Ngụy Diên giận lắm, vác đao tế ngựa đến đánh. Quân sĩ hai bên đánh lộn nhau dưới thành, tiếng reo rầm rĩ. Huyền Đức nói: "Ai ngờ muốn cứu dân lại hóa ra hại dân, ta không muốn vào Tương Dương nữa." Khổng Minh nói: "Giang Lăng là một nơi hiểm yếu ở Kinh Châu, chi bằng ta hãy ra lấy trước làm nơi căn cứ đã." Huyền Đức nói: "Chính hợp ý ta." Lập tức đem trăm họ rời Tương Dương, chạy đến Giang Lăng. Nhiều dân ở Tương Dương nhân lúc rối ren trốn ra theo Huyền Đức. Ngụy Diên đánh nhau với Văn Xính từ giờ Tị đến giờ Mùi, quân sĩ bị chết sạch. Diên tế ngựa chạy trốn, tìm mãi không thấy Huyền Đức, phải sang Tràng Sa theo thái thú Hàn Huyền. Lại nói, Huyền Đức cùng đi với hơn 10 vạn quân dân, vài nghìn cỗ xe lớn nhỏ và rất nhiều gồng gánh, đồ đạc. Đi qua mộ Lưu Biểu, Huyền Đức đem các tướng đến lại trước mộ, khóc mà khấn rằng: "Nhục đệ là bị, không tài đức gì, phụ mất việc anh ký thác, tội ở một mình em, không can gì đến trăm họ. Xin linh hồn anh cứu lấy trăm họ Kinh Tương." Huyền Đức khấn thảm thiết lắm, quân dân đều ứa nước mắt. Chợt lại có tin báo rằng đại quân Tào Tháo đã đóng ở Phàn Thành, đương sai người chuẩn bị thuyền bè, sắp sửa sang đò đuổi theo. Các tướng nói: "Giang Lăng hiểm yếu, đủ cự được với giặc, nay đem mấy vạn dân, ngày đi được hơn 10 dặm thì bao giờ mới đến nơi? Nếu quân Tào kéo đến thì làm thế nào? Chỉ bằng hãy tạm bỏ dân lại mà đi trước." Huyền Đức khóc rằng: "Ta mưu việc lớn, chẳng qua cũng lấy dân làm gốc, nay người ta theo mình, sao nỡ bỏ?" Trăm họ nghe nói, ai cũng cảm động. Đời sau có thơ than rằng: "Gặp loạn tỏ lòng thương bách tính, lên thuyền gạt lệ cảm ba quân, đến nay thăm hỏi đò Giang Hán, phụ lão còn truyền nhớ sứ quân." Lại nói Huyền Đức dẫn trăm họ từ từ tiến đi. Khổng Minh nói: "Quân Tào sắp sửa đuổi, nên sai Vân Trường sang Giang Hạ cầu cứu công tử Lưu Kỳ, bảo Kỳ cấp tốc khởi quân đi thuyền về hội ở Giang Lăng." Huyền Đức theo lời, liền viết thư sai Vân Trường cùng với Tôn Càn đem 500 quân đến Giang Hạ cầu cứu. Trương Phi đi đoạn hậu, Triệu Vân bảo vệ gia thuộc, còn các tướng đi trông nom trăm họ. Mỗi ngày chỉ đi được hơn 10 dặm lại nghỉ. Tào Tháo ở Phàn Thành, sai người sang sông đến Tương Dương triệu Lưu Tôn đến. Tôn sợ hãi không dám đi. Sái Mạo, Trương Doãn xin đi. Vương Uy mật nói với Tôn rằng: "Tướng quân đã theo hàng, Huyền Đức lại chạy,
Tào Tháo tất lơ là không phòng bị gì. Xin tướng quân phục kỳ binh ở nơi hiểm mà đánh, chắc bắt được Tháo. Bắt được Tháo rồi, thì uy danh sẽ lừng lẫy cả thiên hạ. Trung Nguyên dẫu rộng, nhưng chỉ phát một tờ hịch là định xong. Cơ hội này không mấy khi gặp, xin tướng quân chớ để nhỡ. Tôn đem lời ấy nói với Sái Mạo. Mạo mắng Vương Uy rằng, ngươi không biết mệnh trời, sao dám nói càn? Uy giận lắm, mắng lại. Thằng giặc bán nước kia, ta chỉ giận không thể nuốt sống được ngươi thôi. Mạo muốn đem giết, Khoái Việt ngăn lại. Mạo cùng Trương Doãn đến Phàn Thành vào bái kiến Tào Tháo, thái độ hết sức xu nịnh. Tháo hỏi, quân mã, tiền lương Kinh Châu ước được bao nhiêu? Mạo thưa, kỵ binh được 3 vạn, quân bộ 15 vạn, quân thủy 8 vạn, cả thảy 26 vạn, lương thảo quá nửa ở Giang Lăng, còn các nơi cũng đủ dùng được 1 năm. Tháo lại hỏi, chiến thuyền có bao nhiêu, do ai quản lĩnh? Mạo thưa, chiến thuyền lớn nhỏ có thảy 3.000 chiếc, do 2 chúng tôi quản lĩnh. Tháo liền phong cho Sái Mạo làm trấn Nam Hầu, thủy quân đại đô đốc, Trương Doãn làm trợ Thuận Hầu, thủy quân phó đô đốc. Hai người mừng lắm, lại tạ. Tháo lại bảo, Lưu Cảnh Thăng mất rồi, mà con lại biết hàng Thuận, ta sẽ tâu với thiên tử cho làm chủ Kinh Châu mãi mãi. Hai người lại tạ, lui ra. Tuân Úc nói, Sái Mạo, Trương Doãn là đồ xiểm nịnh, sao chúa công phong cho tước cao như thế, lại cho làm đô đốc thủy quân? Tháo cười, nói, ta sao lại chẳng biết người, chỉ vì quân đất Bắc không quen đánh thủy, nên phải tạm dùng bọn chúng. Khi nào xong việc, ta sẽ định liệu. Sái Mạo, Trương Doãn về gặp Lưu Tôn, nói, Tào thừa tướng, hứa tâu cho chúa công làm chủ Kinh Châu mãi. Tôn mừng lắm. Hôm sau cùng với mẹ là Sái phu nhân đem ấn tín sang sông đón rước Tào Tháo. Tháo phủ dụ xong, lập tức đem quân tướng sang đóng ngoài thành Tương Dương. Sái Mạo, Trương Doãn sai trăm họ trong thành đốt hương đón rước. Tháo lấy lời ngọt ngào úy lạo, rồi vào thành, đến phủ ngồi với Khoái Việt. Tháo lại phủ dụ rằng, tôi không mừng được Kinh Châu, chỉ mừng được Di Độ đó thôi. Nói xong, phong ngay cho Việt chức Thái Thú Giang Lăng, tước Phàn Thành Hầu. Bọn Phó Tốn, Vương Sán đều được làm quan nội hầu và cử Lưu Tôn làm Thứ Sử Thanh Châu, bắt phải đi ngay lập tức. Tôn nghe lệnh thất kinh, từ chối nói rằng, tôn nay không muốn làm quan, xin cho ở nhà giữ quê hương cha mẹ. Tháo nói, Thanh Châu gần Kinh Đô, cho ngươi vào triều đình làm quan, kẻo ở Kinh Tương có kẻ mưu hại. Tôn 2-3 lần từ chối, Tháo không cho, bất đắc dĩ phải cùng Sái phu nhân đi Thanh Châu. Chỉ có tướng cũ là Vương Uy đi theo, còn bao nhiêu quan viên đều tiễn đến cửa sông rồi quay về. Tháo gọi Vu Cấm đến dặn rằng, ngươi dẫn khinh kỵ đuổi theo, giết cả 2 mẹ con đi để khỏi hậu họa. Vu Cấm được lệnh, mang quân đuổi theo, thét lớn, ta phụng mệnh thừa tướng theo giết mẹ con mày, mau sớm nộp thủ cấp đi. Sái phu nhân ôm Lưu Tôn khóc ầm ĩ. Vu Cấm thét quân sĩ hạ thủ. Vương Uy tức giận, cố sức chống cự, cũng bị giết nốt. Vu Cấm về báo, Tháo trọng thưởng cho, lại sai đem quân vào Long Trung tìm bắt cho được gia quyến Khổng Minh, nhưng chẳng biết đã rời đi đâu rồi. Số là Khổng Minh biết trước, đã sai người mang gia quyến đến lánh ẩn ở Tam Giang. Tháo tức lắm. Tương Dương đã yên, Tuân Du nói, Giang Lăng là đất hiểm ở Kinh Tương, tiền lương rất nhiều, nếu Lưu Bị chiếm cứ chỗ ấy thì khó lòng lấy nổi. Tháo nói, ta có quên đâu. Liền sai chọn một người trong số các tướng ở Tương Dương để dẫn đường. Thấy vắng mặt Văn Xính, Tháo sai người đi tìm, bấy giờ Xính mới chịu lại hầu. Tháo hỏi, sao ngươi chậm trễ thế? Xính đáp,
làm bầy tôi mà không giúp được chủ giữ lấy Giang Sơn, xấu hổ lắm, không mặt nào đến sớm được. Nói xong sụt sùi khóc. Hảo khen, thật là trung thần, và cho ngay làm thái thú Giang Hạ, tước quan nội hầu, sai đem quân đi mở đường. Thám Mã chạy về báo rằng, Lưu Bị dẫn bách tính đi chậm lắm, mỗi ngày chỉ đi được hơn 10 dặm, tính đến nay mới đi được hơn 300 dặm. Tháo sai kén lấy 5.000 thiết kỵ, cấp tốc đuổi theo, hẹn cho một ngày một đêm phải đuổi kịp Lưu Bị. Đại quân lục tục kéo sau. Bấy giờ Huyền Đức dẫn hơn 10 vạn dân và hơn 3.000 quân mã, từ từ kéo sang Giang Lăng. Triệu Vân thì bảo vệ gia quyến Huyền Đức, Trương Phi đi chặn hậu. Khổng Minh nói, Vân Trường sang Giang Hạ không thấy tin tức gì cả, không biết ra sao. Huyền Đức nói, xin phiền quân sư đi cho một chuyến. Lưu Kỳ nhớ ơn quân sư dạy cho khi trước, công việc tất có kết quả. Khổng Minh vâng lời, liền cùng Lưu Phong đem ngay 500 quân sang Giang Hạ cầu cứu. Hôm ấy, Huyền Đức cùng đi với Giản Ung, Mi Trúc, Mi Phương. Bỗng một cơn gió lốc kéo đến trước mặt, đất cát bay mù mịt, nấp cả mặt trời. Huyền Đức thất kinh hỏi rằng, thế là điểm gì đó? Giản Ung giỏi tính âm dương, bấm một quẻ, rồi hoảng sợ nói rằng, điểm này hung dữ lắm, chỉ nội đêm nay sẽ xảy ra, chúa công đành phải bỏ bách tính mà chạy mới thoát. Huyền Đức nói, trăm họ theo ta từ Tân Giã đến đây, bỏ rơi sao đành? Hung nói, chúa công cứ lưu luyến mãi thì tai vạ tới nơi mất. Huyền Đức hỏi rằng, trước mặt kia là đâu? Tả Hữu đáp, trước mặt là huyện Đương Dương, có một trái núi gọi là Cảnh Sơn. Huyền Đức chuyển quân tạm đến đóng ở đó. Bấy giờ trời cuối thu sang đông, gió lạnh thấu xương, mặt trời sắp lặn, tiếng khóc dậy đất. Độ canh tư, thấy góc tây nam có tiếng hò reo ầm ĩ vang lại. Huyền Đức giật mình, dẫn hơn 2.000 tinh binh ra nghênh địch. Quân Tào ùa đến, không sao địch nổi. Huyền Đức liều chết cầm cự, đương khi nguy cấp. May được Trương Phi dẫn quân đến, đánh mở một đường máu, cứu được Huyền Đức, rồi nhằm phía đông chạy miết. Văn Xính ra chặn đường, Huyền Đức mắng rằng, thằng phản chủ kia, mày còn mặt mũi nào trông thấy người ta nữa? Văn Xính hổ thẹn quá chừng, dẫn quân chuồn thẳng về phía đông bắc. Trương Phi bảo vệ Huyền Đức, vừa đánh vừa chạy. Mãi đến sáng, thấy tiếng hò reo đã xa, Huyền Đức mới nghỉ ngựa. Nhìn lại, thủ hạ chỉ còn vẻn vẹn hơn 100 kỵ binh đi theo. Trăm họ, gia quyến và bọn Mi Trúc, Mi Phương, Giản Ung, Triệu Vân, tất thải hơn 1.000 người không biết lạc lõng đâu cả. Huyền Đức khóc ầm lên, nói, hơn 10 vạn nhân dân chỉ vì mến ta nên gặp nạn lớn này. Các tướng cùng gia quyến đều không biết sống chết ra sao. Dẫu gỗ đá cũng phải đau xót. Đương lúc buồn rầu, bỗng thấy Mi Phương mặt vẫn còn cắm mấy cái tên, lò dò đi đến, nói, Tử Long đi theo Tào Tháo rồi. Huyền Đức mắng rằng, Tử Long là bạn cũ của ta, lẽ đâu phản bội. Trương Phi nói, nay hắn thấy chúng ta thế cùng sức hết, hoặc giả ham phú quý mà theo Tào Tháo chăng? Huyền Đức nói, Tử Long theo ta trong cơn hoạn nạn, lòng như sắt đá, phú quý không thể lung lạc được. Mi Phương nói, thật mắt tôi trông thấy hắn chạy về phía tây bắc. Trương Phi nói, tôi xin đi tìm, nếu gặp chỉ đâm cho một nhát kích là xong đời. Huyền Đức nói, không nên hồ đồ như thế, em há không nhớ chuyện Vân Trường giết Nhan Lương Văn Xú đó sao? Tử Long bỏ đi ắt có rủi ro gì đấy, ta chắc Tử Long không khi nào bỏ ta. Trương Phi không chịu nghe, dẫn hơn 20 quân kỵ đến cầu Tràng Bản. Thấy mé đông cầu có một dãy cây cối, Phi nghĩ ngay ra một kế, liền sai quân chặt cành cây buộc vào đuôi ngựa, rồi thúc ngựa chạy tứ tung trong rừng, cho bụi mù lên để làm nghi binh. Còn Phi vác mâu cưỡi ngựa đứng trên cầu, nhìn chừng chừng về phía tây. Lại nói, từ lúc canh tư, Triệu Vân cự nhau với quân Tào, đi lại xung xáo, đánh vừa đến sáng, tìm không thấy Huyền Đức,
lại bỏ lạc cả gia quyến Huyền Đức. Vân nghĩ bụng rằng, chủ ta đã đem Cam, Mi, hai phu nhân cùng A Đầu ủy thác cho ta, nay lạc lõng mất cả, ta còn mặt nào trông thấy chủ nữa, chỉ bằng ta liều chết đánh giết, cứu cho được hai phu nhân và A Đầu. Vân nhìn lại tả hữu, thì chỉ còn có 30-40 quân kỵ đi theo. Vân tế ngựa vào trong đám loạn quân tìm kiếm. Dân hai huyện kêu khóc như di, người trúng tên, kẻ bị đâm, bỏ cả con cái, anh em, chạy tán loạn. Vân đương đi, thấy có một người nằm trên bãi cỏ, trông xem thì là Giản Ung. Vân vội hỏi, có thấy hai chúa mẫu đâu không? Ung nói, hai phu nhân bỏ cả xe, ôm A Đầu mà chạy. Ta tế ngựa chạy theo, đi qua sở núi, chẳng may bị một tướng đâm nhát kích ngã nhào, ngựa bị cướp mất, ta không lấy lại được, nên chịu nằm đây. Vân bảo lính nhường ngựa cho Giản Ung cưỡi, và đỡ Ung đi trước, nhờ báo với chủ nhân rằng, tôi dù lên trời xuống đất, thế nào cũng quyết tìm được hai phu nhân và A Đầu, bằng không tìm thấy, xin chết trên bãi chiến trường. Nói xong tế ngựa thẳng về phía Gò Tràng Bàn, chợt thấy một người gọi to rằng, Triệu tướng quân đi đâu thế? Vân dừng ngựa lại hỏi, ngươi là ai? Người ấy đáp, tôi là lính hầu của Lưu sứ quân, bị tên lăn xuống đây. Vân hỏi luôn tin tức hai phu nhân. Tên lính nói, mới rồi thấy Cam phu nhân xóa tóc, đi chân không theo một lũ đàn bà con gái thường dân, chạy về phía nam. Vân nghe xong, không hỏi gì nữa, tế ngựa theo phía nam đi tìm, thấy một đám đông dân chúng chừng vài trăm người, vừa đàn ông vừa đàn bà, đương chạy tất tả. Vân gọi to lên rằng, trong đám có Cam phu nhân không? Phu nhân đi cuối cùng, trông thấy Triệu Vân, òa lên khóc. Vân xuống ngựa, bỏ giáo, khóc mà rằng, để cho chủ mẫu thất lạc, chính là tội Vân. Mi phu nhân cùng ấu chúa đâu rồi? Cam phu nhân nói, ta cùng với Mi phu nhân bị giặc đuổi, bỏ cả xe cộ lẩn vào đám thường dân, lại gặp một toán quân mã xô vào. Mi phu nhân cùng A Đầu không biết lạc vào đâu, duy có một mình ta trốn chạy đến đây. Đương nói chuyện, lại thấy dân chúng kêu khóc ầm lên, rồi một toán quân xông đến. Triệu Vân cầm giáo lên yên, nhìn ra thấy một người bị trói trên lưng ngựa, chính là Mi Trúc. Theo sau, một tướng tay cầm mã tấu, dẫn hơn 1.000 quân, tên là Thuần Vu Đạo, là bộ tướng của Tào Nhân. Đạo bắt được Mi Trúc, đem nộp để lấy công. Triệu Vân quát to một tiếng, tế ngựa xông tới. Đạo không cự nổi, bị Vân đâm một giáo chết. Vân cứu được Mi Trúc, lại lấy được đôi ngựa, mời Cam phu nhân cưỡi, đánh giết mở một con đường đi thẳng đến Gò Tràng Bàn. Đến nơi, chỉ thấy Trương Phi cưỡi ngựa đứng trên cầu, cầm ngang ngọn mâu gọi to rằng, Tử Long, làm sao dám phản anh ta? Vân nói, ta còn tìm chưa thấy chủ mẫu và A Đầu, nên dứt lại sau, sao lại bảo là phản? Phi nói, nếu không có Giản Ung cho biết trước, thì ta không làm ngơ đâu. Vân hỏi, chúa công đâu? Phi đáp, ở ngay phía trước, cách đây không xa. Vân bảo Mi Trúc rằng, Mi Tử Trọng hãy bảo vệ Cam phu nhân đi trước, để ta đi tìm nốt Mi phu nhân và ấu chúa đã. Nói xong dẫn vài quân kỵ theo lối cũ trở lại. Đương chạy, gặp một tướng tay cầm giáo sắt, lưng đeo gươm, dẫn vài chục quân kỵ tế ngựa đến. Triệu Vân chẳng nói chẳng rằng, xốc tới đánh luôn. Mới được một hiệp, Vân đâm chết tướng ấy, quân đi theo tan chạy cả. Nguyên tướng đó là Hạ Hầu Ân, cận vệ đeo gươm của Tào Tháo. Nguyên Tháo có hai thanh gươm báu, một thanh gọi là Ỷ Thiên, một thanh gọi là Thanh Công. Thanh Ỷ Thiên, Tháo đeo luôn bên mình, còn thanh Thanh Công thì giao cho Hạ Hầu Ân. Thanh gươm này chém sắt như bùn, sắc bén vô cùng. Hôm ấy, Hạ Hầu Ân cậy mình có sức khỏe, đi cách xa Tào Tháo, chỉ trực lăn vào đám bách tính cướp giật. Không ngờ gặp phải Triệu Vân. Vân đâm chết Ân rồi đoạt lấy thanh gươm xem, thấy có hai chữ Thanh Công, biết ngay là gươm báu, liền dắt vào mình rồi xông vào vòng vây, ngoảnh lại xem thủ hạ thì không còn ai nữa, chỉ trơ trọi có một mình. Nhưng Vân vẫn không chột dạ chút nào, cứ xông xáo đi tìm.
gặp ai cũng hỏi tin tức Mi Phu Nhân cùng A Đầu. Có một người trò bảo rằng, vừa thấy phu nhân ôm một đứa bé, đùi bên tả thì bị thương, chạy không được, đến ngồi ở khe tường trước mặt kia. Vân vội vàng theo đến, chỉ thấy một cái nhà cháy, có bức tường đổ. Mi Phu Nhân ôm A Đầu ngồi ở bờ giếng khóc lóc. Vân xuống ngựa ngay, lại thụp xuống đất. Phu Nhân nói, thiếp gặp được tướng quân đây, thật là số mệnh A Đầu còn sống. Tướng quân nên thương lấy cha nó, long đong nửa đời mà mới được có một mụn con. Xin tướng quân giữ gìn thế nào cho nó còn được trông thấy mặt cha, thì thiếp chết cũng cam tâm. Vân nói, phu nhân đến nỗi này cũng là tội Vân. Xin phu nhân không nên nói nhiều, hãy mau lên ngựa. Vân đi bộ theo, cố sức đánh để bảo vệ phu nhân cùng A Đầu ra khỏi vòng vây. Mi Phu Nhân nói, không xong rồi, tướng quân không thể không có ngựa. Đứa trẻ này hoàn toàn trông cậy vào tướng quân, và thiếp bị thương nặng, dù chết cũng chẳng đáng tiếc. Xin tướng quân hãy bế A Đầu đi cho mau, đừng vì thiếp mà mang lụy nữa. Vân nói, tiếng reo đã gần, quân đuổi theo sắp đến, xin mời phu nhân mau mau lên ngựa. Mi Phu Nhân nói, quả thật, thiếp không sao đi được, xin tướng quân đừng để lỡ cả hai. Liền đưa A Đầu cho Triệu Vân và nói rằng, tính mệnh đứa trẻ này hoàn toàn ở trong tay tướng quân đó. Triệu Vân năm lần bảy lượt mời phu nhân lên ngựa, nhưng phu nhân cứ nặng nặc không nghe. Bốn bề tiếng hò reo lại nổi dậy. Vân nói lớn lên rằng, phu nhân không nghe lời tôi, quân giặc kéo đến thì làm thế nào? Mi Phu Nhân liền bỏ con xuống đất, rồi reo ngay mình xuống giếng khô mà chết. Đời sau có thơ than rằng, chiến tướng toàn nhờ vào sức ngựa, chân không bảo vệ ấu quân ư. Hy sinh cứu lấy dòng Lưu Bị, dũng cảm ai bằng nữ trượng phu. Triệu Vân thấy phu nhân chết rồi, sợ quân Tào đến cướp mất xác, liền đạp đổ bức tường xuống, lấp kín giếng, rồi cởi dây lưng thắt áo giáp ra, bỏ miếng hộ tâm kính xuống, đem A Đầu buộc vững vào lòng, vác giáo nhảy lên ngựa. Giữa lúc ấy, một tướng dẫn đội bộ quân đến, chính là Yến Minh, bộ tướng của Tào Hồng. Minh vác một thanh đao ba ngạc hai lưỡi, đến đánh Triệu Vân. Chưa đầy ba hiệp, bị Vân đâm một nhát giáo chết, Vân lại đánh tan cả quân tướng, mở một đường chạy. Đường chạy, trước mặt lại có một toán quân chặn đường. Một viên đại tướng đi đầu, cờ hiệu đề bốn chữ lớn, Hà Gian Trương Cáp. Vân chẳng đôi hồi, khua giáo đánh liền. Được hơn 10 hiệp, Vân không dám ham đánh nữa, cướp đường mà chạy. Trương Cáp đuổi theo, Vân ra roi chạy miết, không ngờ đánh huỵch một cái, cả người lẫn ngựa sa xuống hố sâu. Trương Cáp vội vác giáo lại đâm, bỗng nhiên một đạo hồng quang từ dưới hố bốc lên, con ngựa nhảy vọt lên khỏi hố. Đời sau có thơ than rằng, hồng quang chói lọi cánh rồng bay, vó ngựa xông pha thoát khỏi vây. Thiên tử 42 năm mệnh lớn, tướng quân được dịp trổ thần oai. Trương Cáp thấy thế, sợ hãi rút lui. Triệu Vân đương tế ngựa chạy, bỗng sau lưng lại thấy có hai tướng gọi to rằng, Triệu Vân đừng chạy nữa. Trước mặt cũng lại thấy hai tướng, mỗi tướng cầm một thứ binh khí chặn ngang đường. Hai tướng đuổi sau lưng là Mã Diên, Trương Dĩ. Hai tướng chặn trước mặt là Tiêu Xúc, Trương Nam. Bốn người cùng là thủ hạ cũ của Viên Thiệu. Triệu Vân cố sức đánh với bốn tướng, quân Tào kéo ùa cả đến. Vân rút gươm thanh công, chém tứ tung, chém vào đâu người và áo giáp cứ đứt phăng phăng, máu chảy như suối. Vân đánh tan được các quân tướng ra khỏi vòng vây. Bấy giờ Tào Tháo đứng trên đỉnh núi Cảnh Sơn, trông thấy một tướng đi đến đâu người giãn ra đến đấy, vội hỏi Tả Hữu người đó là ai. Tào Hồng tế ngựa xuống hỏi rằng, chiến tướng kia tên họ là gì? Vân nói, ta là Triệu Tử Long ở Thường Sơn. Hồng về báo với Tào Tháo. Tháo nói, thực là hổ tướng, ta nên bắt sống lấy. Liền sai ngay người tế ngựa đi chuyển báo các nơi rằng, Triệu Vân đi đến đâu không ai được bắn nén, chỉ cốt bắt sống thôi. Nhờ lệnh ấy, Triệu Vân thoát được nạn.
đó cũng là phúc của A Đẩu nữa. Trong trận này, Triệu Vân mang chúa ở trong bọc, ra khỏi vòng vây, chém gãy được hai lá cờ to, cướp được ba ngọn giáo. Giáo đâm, gươm chém, trước sau cả thầy giết được hơn 50 danh tướng của quân Tào. Đời sau có thơ khen rằng: máu đỏ chan hòa áo giáp hồng, đương dương ai kẻ dám tranh hùng. Xưa nay cứu chúa sông trăm trận, chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long. Khi ấy Triệu Vân ra thoát vòng vây, cách xa trận địa chính, máu me đỏ ngòm cả áo chiến bào. Vân đương đi dưới sườn núi, lại thấy hai toán quân tràn ra. Đó là hai anh em Trung Tấn, Trung Thân, bộ tướng của Hạ Hầu Đôn. Một người dùng lưỡi tẩm xét, một người dùng ngọn hỏa kích, quát to lên rằng: Triệu Vân, mau mau xuống ngựa chịu trói. Ấy mới là hang hổ vừa yên cơn khốn đốn, vực rồng lại nổi trận phong ba. Chưa biết Tử Long làm thế nào thoát thân, xin nghe đến hồi sau mới rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương. Trước đây, Khổng Minh bày kế cho Lưu Kỳ, cũng khuyên nên chạy lánh nạn. Đến hồi này, Khổng Minh cũng khuyên Huyền Đức chạy lánh nạn, nhưng Huyền Đức chạy mấy chặng mà vẫn chưa thoát nạn. Ấy chỉ vì Huyền Đức đầy lòng nhân. Nếu Huyền Đức cướp đất của Lưu Biểu thì không phải chạy. Huyền Đức cướp đất của Lưu Tôn cũng không phải chạy. Huyền Đức bỏ trăm họ đi một mình cũng không đến nỗi lâm nạn. Huyền Đức đã làm việc nhân đạo nên mang lụy, chứ không phải Khổng Minh thấp mưu trí đâu. Sái Thị và Lưu Tôn không chết vì tay Huyền Đức hoặc Lưu Kỳ, mà lại chết vì tay Tào Tháo. Đó là cái khéo sắp xếp của tạo vật vậy. Nhưng về phần Tào Tháo, tại sao Trương Tú ra hàng mà không giết, còn Lưu Tôn ra hàng lại giết? Ấy vì Tào Tháo đối với Lưu Tôn có ba mối lo nếu để Lưu Tôn sống. Mối lo thứ nhất là ý Lưu Tôn muốn làm chúa vĩnh viễn Kinh Châu. Nếu để Lưu Tôn sống, ắt về sau Lưu Tôn sẽ hối hận đem lòng phản phúc. Mối lo thứ hai, nếu Lưu Tôn sống, chúa cũ còn đó, bọn Tôi Thần sẽ không hết lòng trung hậu với Tháo. Mối lo thứ ba, nếu để Lưu Tôn sống, Lưu Tôn sẽ kết liên với Lưu Kỳ, Lưu Bị. Tào Tháo đã tính toán kỹ nên mới giết Lưu Tôn, và đã thế thì dù Lưu Tôn có làm thế nào cũng phải chết. Ở Đàn Khê, Triệu Vân có 300 quân mà không cứu được Huyền Đức. Ở Đương Dương, Tràng Bản, Triệu Vân chỉ một mình một ngựa mà cứu được A Đẩu, thật là không thể lường trước được. Tôn Sách tin Thái Sử Từ, dù mới theo hàng cũng không dối trá. Huyền Đức tin Triệu Vân dù gặp họa nạn cũng không đổi lòng. Một đằng nhận xét nhất thời mà tin nhau, một đằng xét kỹ hành động hàng ngày mà tin nhau. Nếu không có chuyện Mi Trúc tố cáo, Trương Phi nghi ngờ, thì Triệu Vân cũng chưa nổi bật lòng trung nghĩa của mình, mà cũng không ai thấy được lối nhận xét tinh vi đó của Huyền Đức. Mi phu nhân tự tử là để chết thay cho con, mong con được sống. Ngô phu nhân lúc chết đem con ký thác cho Tướng Tài, cả hai thuộc vào hàng Từ Mẫu, đều không kể thân mình mà chỉ nghĩ đến tương lai của con cái. Tuy nhiên, Ngô phu nhân phó thác cho con lúc lâm chung không có gì đáng nói. Mi phu nhân phó thác con trong lúc lâm nạn phải liều thân, thật đáng khen. Việc Huyền Đức chiếm Tràng Sa, Ngụy Diên cứu Hoàng Trung còn cách nhiều hồi nữa mới đến. Thế mà hồi này, Ngụy Diên đã hiện ra trên mặt thành Tương Dương. Kể việc này cũng không phải là vô ích cho cốt truyện, mà chính là mắc sẵn cho mối dây chuyền về sau. Kể chuyện không khó ở chỗ kể thâu gồm, tụ họp, mà khó ở chỗ kể phân tán. Như trận Đương Dương, Huyền Đức cùng hai phu nhân A Đẩu thân lạc, chỉ mượn một Triệu Vân mà tác giả đã làm cho câu chuyện kết cấu đầy đủ, diễn tả rành mạch những cái khổ của từng người, thật là hay.